trên Android, chưa từng có ứng dụng nào ngoài Google đạt được. Độ phổ biến của Facebook có lẽ không còn gì phải bàn cãi, nhưng nếu bạn từng nghĩ rằng những scandal xâm phạm quyền riêng tư người dùng và do gì dữ liệu trong vài năm trở lại đây sẽ gây ra những tác động tiêu cực nặng nề lên nền tảng này, thì bạn sai mất rồi. Sau khi báo cáo kết quả kinh doanh trong quý 2 năm 2019, với lượng người dùng hàng ngày lẫn hàng tháng tăng 8%, so với cùng kỳ năm ngoái, đạt tổng số lần lượt không dưới 1,59 tỷ và 2,41 tỷ người thì mạng xã hội của Mark Zuckerberg mới đây đã tiếp tục đạt được một cột mốc lớn trên Android. Cụ thể, ứng dụng Facebook đã có hơn 5 tỷ lượt cài đặt trên Google Play, lọt vào nhóm đại gia trong thế giới Android cùng 7 ứng dụng và dịch vụ khác. Nhóm 7 đại gia này bao gồm gói Google Play Service, YouTube, Google Maps, Google Search, Gmail, Google Text to Speech và Chrome. Như bạn thấy, những sản phẩm này có một điểm chung rất quan trọng là đều được phát triển bởi chính công ty đứng sau Android. Ngoài ra, Tất cả chúng đều được cài sẵn trên các thiết bị Android, nên số lượng cài đặt của chúng trên Play Store trên thực tế ngang bằng với số lượng điện thoại và tablet Android đã được bán ra trên toàn cầu. Tất nhiên Facebook cũng được hưởng đôi chút, khi có khá nhiều thiết bị cài sẵn ứng dụng này từ khi xuất xưởng. Nhưng một phần lớn trong con số 5 tỷ kia vẫn đến từ những người dùng đơn lẻ tự tải về ứng dụng từ Play Store. Bên cạnh đó, Huawei, một trong những công ty lớn luôn cài sẵn Facebook trên các điện thoại Android của họ, nay cũng không còn làm điều đó nữa vì lệnh cấm của Mỹ.